Không riêng gì Phật giáo tỉnh Quảng Nam, những ngày qua, Phật giáo cả nước đã chung tay hướng về miền Nam, hỗ trợ hết sức mình, nhất tâm nguyện cầu dịch bệnh qua mau. Trong đó, chư tăng Phật tử chùa Giác Hải tỉnh Lâm Đồng cũng đang tích cực góp phần giúp sức cho bà con an tâm vượt qua dịch COVID-19 bằng những chuyến hàng đầy ắp nông sản sạch, tràn đầy lòng yêu thương chân thành. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư xuất hiện tại nước ta đã ảnh hưởng rất nặng nề đến người dân các tỉnh thành khu vực phía Nam. Trước tình hình đó, tại nơi vùng cao Lâm Đồng hơn một tháng qua, trong ngôi chùa nhỏ mang tên Giác Hải, tọa lạc tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, chư tăng và Phật tử vẫn luôn tất bật với việc vận chuyển hàng trăm tấn nông sản sạch đến cho bà con các khu cách ly phong tỏa, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đại Đức Thích Chí Định, trụ trì chùa Giác Hải cùng chư tăng và Phật tử tỉnh Lâm Đồng đã không quản ngại vất vả để chuẩn bị những phần nông sản gửi đến bà con vùng dịch. Mặc cho ngày hay đêm, ngoài ruộng hay tại chùa thì mọi người vẫn luôn hết sức mình với công việc đã được phân công. Từng bó rau bắp cải, từng quả cà chua, cà tím được thu hoạch, phân loại, đóng bao và vận chuyển lên những xe tải. Tay chân tất bật liên tục nhưng không khí luôn vui vẻ, đầm ấm. Liên tục những chuyến xe lăn bánh vận chuyển hàng trăm tấn nông sản vào tâm dịch. Cứ thế từ hơn một tháng qua cho tới thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 22 chuyến xe hành trình vận chuyển nông sản sạch vào thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai với hàng trăm tấn rau củ quả sạch hỗ trợ cho người dân. Chia sẻ về tâm nguyện thực hiện những chuyến xe chở nông sản sạch hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch, Đại Đức Thích Chí Định cho biết. Trong thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, vật chất, đời sống tinh thần của toàn thể bà con nhân dân. Đáp lại lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội cùng với Đảng, Nhà nước chung tay chống dịch. Ở tại nơi đây, chúng tôi với tinh thần từ bi của nhà Phật vẫn luôn luôn ra sức đồng lòng vận động bà con hỗ trợ thêm nữa để phần nào đó giúp cho bà con tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đang bị dịch COVID vượt qua được cái khó khăn hiện tại này. Cầu chúc cho bà con sức khỏe, bình tĩnh và cầu chúc cho nước Việt Nam chúng ta đẩy lùi được cái nạn dịch COVID trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 25 tháng 7, chuyến xe thứ 22 chở 20 tấn rau củ quả từ chùa Giác Hải đã về đến chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến cúng dường tại các chùa, trao tặng các bếp ăn tình thương và người dân khu vực bị cách ly, người dân khó khăn do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kinh phí cho chuyến xe hàng nông sản lần thứ 22 này trị giá gần 100 triệu đồng do các Phật tử chùa Giác Hải, Quý Mạnh Thường Quân đồng hỗ trợ. Những việc làm nghĩa tình của chư tăng và Phật tử chùa Giác Hải Lâm Đồng cùng với các Phật tử Mạnh Thường Quân khắp nơi hỗ trợ người dân vùng tâm dịch thật đáng trân trọng. Cầu mong cho đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ để đời sống người dân được trở lại bình yên như trước.